Video hôm nay đến đây tạm dừng. Khi các bạn xem gần hết video sẽ hiện lên 4 danh sách: 1. Tạo ong chúa. 2. Sinh học của ong mật. 3. Bệnh ong và cách chữa. 4. Kỹ thuật nuôi ong hiện đại. Trong những danh sách này là gồm các video dành cho kỹ thuật nuôi ong cần thiết cho các bác và các bạn mới bắt đầu tập nuôi ong. Để ủng hộ kênh, các bác, các bạn hãy nhấn vào chữ đăng ký, nhấn chuông, like, chia sẻ và để lại một bình luận phía dưới. Xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo. Tạm biệt.